Kênh Thủy sản TV xin kính chào quý bà con chăn nuôi. Hôm nay Thủy sản TV xin giới thiệu một số kết quả thu hoạch tôm của khách hàng sử dụng thức ăn tôm Evergreen ở đồng bằng sông Cửu Long. Xin mời quý bà con cùng đón xem.